Anh em khá là lâu rồi chúng ta mới được gặp lại nhau, thì mình là Sợ Nước Bì đây. Hôm nay thì mình sẽ không làm về giày hay không làm về review cái gì hết, mà hôm nay mình sẽ làm về một cái trả lời những cái câu hỏi Q&A về Nhật Bản mà các bạn thắc mắc theo ý hiểu của mình nhá. Không nhiều bạn lại bảo là làm như cái vẻ mình mày biết mọi thứ ấy. Đấy, như là ở cái lần này thì mình sẽ không có hỏi các bạn, mà mình sẽ lấy trực tiếp ở trong những cái comment mà các bạn đã, những cái bình luận vào cái video của mình ấy. Tất nhiên là sẽ có những cái video mà mình sẽ bày tỏ rõ luôn quan điểm của mình để cho chúng ta hiểu nhau hơn chẳng hạn. Có một bạn ấy mới comment là thật là khổ và rất mất lòng tin về những ông biến thái. Thì đây không phải câu hỏi nhưng mà mình vẫn phải giải thích luôn với các bạn, đó là Nhật Bản ấy thì nó khá là nhiều những cái trường hợp biến thái, mà nó nói chung là nó nhiều hơn là ở Việt Nam. Mình nói cái này mình so sánh nhưng mà thực ra nó cũng không tốt lắm, nhưng mà mình buộc mình phải nói như vậy. Khá là nhiều người mình quen và khá nhiều những cái bạn nữ mình quen đã bị biến thái, nó dí đến tận cửa nhà mà thậm chí nó lao vào trong nhà luôn. Có những người thậm chí là còn bị nó vào trong phòng, nó ngồi nhìn ngắm cái người phụ nữ lúc mà đang ngủ cơ. Đấy là những cái trường hợp mà tương đối khá là nặng. Còn cái trường hợp nhẹ thì mất quần lót, mất yên xe đạp, rồi nói chung là rất là nhiều thứ nữa các bạn ạ. Đấy, rồi nó còn đi lục thùng rác lấy lại những thứ mà các bạn nữ đã sử dụng cơ. Nói chung là nhiều lắm. Ở Nhật thì mình không nhớ rõ lắm, ở năm nào đó thì có một người đàn ông bị bắt vì tội là ăn cắp những chiếc yên xe đạp. Đấy, dạo năm 2019-2020 thì một người đàn ông bị bắt vì tội là tráo đổi những cái đôi giày cũ của một người phụ nữ. Đấy, tức nghĩa là sao? Ông này ông đến đi tìm mẫu và kiếm những cái mẫu mà y nguyên như cái mẫu mà của người phụ nữ mà người ông ấy thích ấy. Sau đó là ông ấy thay, giày cũ bằng giày mới. Người ta lấy những cái giày đấy về, người ta hít, người ta ngửi thôi. Đấy. Hoặc là có một cụ già bị bắt vì tội là chụp ảnh dựa váy của các bạn nữ. Tức nghĩa là ông này ông lấy một cái túi, giấy ấy, xong đấy ông khoét một cái lỗ, sau đấy ông đấy để cái điện thoại và cái lỗ đấy vào ông đấy kéo sách như này để nó quay, nó chiếu lên trên. Nói chung là nhiều thủ đoạn lắm các bạn ạ. Đấy, hay đơn giản là một vụ khá nổi tiếng bắt là bởi vì là nằm dưới cống để ngắm váy người phụ nữ. Đấy, ui dồi ôi luôn, ới giời ơi luôn, mình có thật sự là những cái vụ như thế ấy, làm gì có ở Việt Nam, đúng không? Đấy, thế nên là các bạn nào mà qua Nhật, nhất các bạn nữ ấy, thì phải cẩn thận cái vấn đề là biến thái ở Nhật. Đấy, không thì các bạn chỉ tốn tiền mua quần lót thôi. Wow, mình gặp một cái câu hỏi như này và mình thực sự là mình khá là thấy nhạy cảm. Nhưng mà ok, buộc lòng mình phải trả lời thôi, bởi vì là nữ sinh xuất khẩu lao động qua Nhật có bán dâm hay không bạn? Cái vấn đề này nhá, mình không dám khẳng định 100%, nhưng có nha bạn nha. Có những người không những là lao động qua Nhật Bản đâu, và có những người thậm chí là du học sinh cơ, người ta cũng qua đây người ta bán dâm mà bạn. Bởi vì sao? Nhiều tiền mà. Đấy, nói chung là nhớ không nhầm thì khoảng một tháng trước có một cái quán bar của người, không biết là của người Nhật hay của người Việt Nam, nhưng mà của người Nhật. Đấy, của người Nhật nhưng mà nhân viên là người Việt Nam. Và nhân viên ở đấy thì tiếp rượu. Không những tiếp rượu mà mình nghe trên báo họ còn ghi đó là còn đi tăng 2, tăng 3, rồi khách muốn gì thì chiều lòng đấy. Thực ra ấy, các bạn nào mà ở Nhật ấy, thì các bạn không khó để mà có thể kiếm được một chỗ người ta gọi là nói một cách bộ bã thì gọi là chơi gái Việt Nam. Đó, mình thì mình không thích và mình thì mình không muốn chia sẻ nhiều về cái vấn đề đấy, bởi vì thực sự nó cũng không có hay ho gì để mà chia sẻ. Nhưng mình phải nói một cái điều này mà mình đã từng nói từ một cái video khoảng 2 năm về trước, đó là ở Nhật Bản chẳng thiếu cái gì cả. Ở Việt Nam có cái gì thì ở Nhật Bản có cái đấy. Cờ bạc, đập đá, phá bình, bay lắc, rồi kẹo cần, rồi gái gú, rồi thì vân vân và mây mây. Ở Nhật có hết nha bạn nhá. Đấy, thế nên là mình sẽ chỉ trả lời ở cái mức đấy thôi. Còn bạn nào mà muốn, nói chung là muốn câu trả lời sâu sắc hơn, sâu hơn thì tự mình trải nghiệm nó sẽ tốt hơn. Ở đây có một bạn mới comment như này và nó cũng là một cái thực trạng mà mình nghĩ là phải báo động bây giờ. Chỗ em mới tra Việt đi bắt mèo trong công viên ăn. Thì thực sự ấy, là các bạn nào các bạn không biết thì mình sẽ nói luôn, đó là ở Nhật ấy, nó có nhiều bảo vệ, nhiều cái đạo luật bảo vệ động vật, chó, mèo, rồi các cái con vật mà người ta coi là thú nuôi ấy. Đấy, thì những cái con vật đấy thì người ta quy định luôn là không được ăn. Thì đến lúc mà có một cái vụ mà một ông này bẫy mèo, sau đó bị người Nhật, người ta quay video lên mạng, xong đó bị công an bắt ấy, thì lúc đó mới vỡ lở ra đó là người Việt mình bên này
cũng nhiều người thấy mèo hoang ở ngoài công viên đồ này nọ xong rồi bắt về ăn đấy. Ở Nhật người ta cấm bạn ạ, ở Nhật người ta cấm luôn đấy. Sau khi mà mình đăng tải cái video đấy lên trên mạng ấy, thì có rất là nhiều người quay sang hỏi mình đó là ăn thì làm sao, tao ăn thì làm sao, thế hỏi Nhật xem là chúng nó có ăn cá voi này nọ không, thì nó khác nhau với bạn. Bởi vì là các bạn ăn thịt chó mèo mình không cấm, nhưng đấy là các bạn ăn ở Việt Nam. Còn ở Nhật nó cấm. Đấy, nó có những cái đạo luật để bảo vệ động vật mà, thì nó cấm thôi. Còn nếu mà người Nhật qua Việt Nam mà đi săn bắt cá voi mà ăn cá voi, đến lúc đấy bọn mình phản pháo cũng ok nữa. Nhưng mà hiện tại thì mình đang sống ở nước người ta mà, mình đang phải sống ở nước người ta. Nó có luật như thế nào thì mình phải làm theo luật, đúng không? Mặc dù mình nói rất là nhiều những cái điều mà mình không thích về Nhật, nhưng luật pháp Nhật Bản mình vẫn tôn trọng, mình vẫn thực hiện. Thuế ở Nhật mình vẫn đóng, mình nói chung là mình vẫn làm đầy đủ các bước. Đó, không có làm sai trái cái gì hết á. Wow, nếu mà các bạn nào mà tới Nhật ấy thì mình nghĩ là nên bỏ cái thói quen ăn thịt chó mèo đi. Còn các bạn về Việt Nam các bạn ăn không sao hết. Các bạn ăn ở Việt Nam không sao hết. Nhưng mà đây là cái vấn đề mà các bạn đã tới Nhật rồi, đã sinh sống ở Nhật rồi, các bạn lại ăn thịt chó mèo, các bạn lại bắt động vật là mèo hoang các bạn ăn. Đấy là cái mà mình lên án, chứ không phải là mình lên án cái việc mà các bạn ăn việc ăn thịt chó đâu nhá. Có một bạn ấy comment vào cái video ở nước cống ở Nhật có thực sự cá bơi không, thì mình xin đính chính cái clip đó như thế này. Đã gọi là nước cống thì làm gì sạch, mà đã vậy lại còn có cá bơi. Thì thực sự mình nói với các bạn như này, truyền thông Nhật Bản họ làm rất là hay. Những cái video mà cá bơi ở trong cống, trong rãnh ấy, thì đấy nó không gọi là cống. Đấy là cái rãnh chứa nước mưa của Nhật. Nhiều làng cổ ở Nhật ấy, những cái rãnh đó là còn là nơi người ta lấy nước để ăn nữa cơ. Đó, chứ nhiều báo ở Việt Nam không tìm hiểu kỹ, sau đó là ghi là cống Nhật Bản có cá bơi, thì mình đang lên án cái vấn đề đó. Mình chỉ muốn làm cái video để cho các bạn thấy một cái hiểu nhầm to lớn của các bạn. Bởi vì có rất là nhiều người chỉ vì một hai câu nói mà cứ nghĩ đấy là sự thật. Thì mình muốn mình làm cái video đó để chứng minh cho các bạn thấy đó là không có cái cống nào nó sạch hết á, kể cả Nhật Bản. Đó, vậy thôi. Chứ mình đâu có ý định dìm nước người ta xuống để pick me country lên đâu bạn. Nhiều bạn ấy cứ suy bụng ta ra bụng người ấy, thật khó khăn lắm. Ôi trời ơi, có mấy bạn vào comment rồi hỏi han mấy cái ấy, tôi thề luôn, tôi thấy stress luôn ấy. Anh ơi, Việt Nam đá với Nhật Bản thì anh cổ vũ nước nào? Ôi trời ơi, người Việt Nam không cổ vũ nước Việt Nam thì đi cổ vũ Nhật Bản làm cái gì? Các bạn ơi, xính ngoại thì nó cũng vừa vừa phải thôi, chứ nói thật với các bạn, sự với các bạn luôn ý. Không có trả lời kiểu gì nữa. Chứ chẳng nhẽ bây giờ tao đi cổ vũ Nhật Bản à? Thế không hỏi được nữa. Đây anh em nhá, bởi vì trời nó tối rồi ấy, nên tôi phải đổi góc quay, không nó tối quá, không nhìn không có rõ luôn ấy. Còn một câu là em nghe nói người Nhật họ ghét người Trung Quốc dữ lắm, không biết có đúng không? Thì cái này mình cũng không dám khẳng định 100% người Nhật là người ta ghét người Trung Quốc. Nhưng mà thực sự là có nhiều người Nhật người ta rất là ghét người Trung Quốc. Bởi vì mình đi làm quán ấy, thì mình nghe được những cái người quản lý quán rồi những cái nhân viên làm quán của mình ấy, họ phàn nàn đó là thứ nhất là người Trung Quốc người ta nói chuyện khá là ồn ào và người ta không quan tâm đến mọi thứ xung quanh ấy. Nói chung là người ta đi đâu đến đâu thì cũng là ồn ào hết. Và cái thứ hai nữa là ăn uống rất chi là bừa bộn và bẩn thỉu. Thì ở Nhật thì họ ăn uống rất là sạch sẽ. Nói chung là có người này người kia, nhưng mà đại về phần lông ấy là ăn uống rất sạch sẽ. Nhưng mà người Trung Quốc người ta có thói quen giống người Việt Nam ấy, là ăn cái gì người ta vứt hết xuống sàn, rác vứt hết xuống sàn đấy. Nhưng mà ở Nhật thì người ta không như vậy. Ở Nhật người ta ăn uống không như vậy. Mình chỉ có một cái đó là văn hóa của nước mình thì ok, nhưng mà nếu mà mình sống ở trong nước của mình ấy thì nó là cái chuyện bình thường. Nhưng mà nếu mà đã ra nước ngoài rồi, đã đến nước người ta rồi ấy, thì mình phải tôn trọng người ta đã, đúng không? Mình hãy cứ lúc nào cũng nghĩ mình là khách, mình tới nhà người khác chơi thì mình phải nể mặt người chủ nhà, mình phải ăn uống sạch sẽ chẳng hạn. Đấy, cái đó thôi. Thứ ba nữa là nó đông, người Trung Quốc đông lắm, đi đến đâu cũng như vậy, một cái mô típ như vậy, thành ra thì đấy, người Nhật người ta cũng ghét đó là vì như vậy. Không biết, cái này là ý kiến cá nhân thôi nhá. Câu này rất là nhiều người hỏi luôn này, anh ơi cho em hỏi tình hình ở Nhật bây giờ ổn chưa, dịch như thế nào và công việc đã đỡ hơn nhiều chưa anh? Tình hình dịch ở Nhật thì nó cũng đã bình lại, nó cũng đã bớt rồi, nhưng mà đó là do chính phủ Nhật Bản đang cố tiêm vaccine cho tất cả mọi người đấy, thế nên là bây giờ tình hình dịch nó đã ổn rồi. Nhưng mà công việc nó đã ổn chưa thì nói chung là nó đã quay trở về những cái guồng đi làm như ngày xưa.
Nhưng mà để mà nói là phục hồi 100% như ngày xưa thì rất là khó. Và nhiều ngành nghề công việc vẫn đang bị ảnh hưởng. Không cần nói đâu xa thôi, quanh nhà mình đi chẳng hạn. Ngày trước lúc mà mình mới chuyển về ấy, cái đầu hồi đầu dịch ấy, rất là nhiều hàng quán luôn. Bây giờ nha, toàn thấy đóng cửa triền miên luôn. Đại khái bây giờ mình phải hiểu một cái như thế này, đó là khối lượng công việc thì càng ngày càng nhiều lên đó, và khối lượng người thì nó cứ loạn tạ tùng bậy xì lậu lên. Nói chung là chỗ này có việc, chỗ kia có việc đấy, nói chung là người chỗ này thì thừa, người chỗ kia thì thiếu, nói chung là nó cứ loạn hết lên ấy. Công việc mọi thứ ở bên Nhật bây giờ vẫn còn chưa thể nói được cái gì các bạn ạ. Đấy nha bạn nhé, nó đang rất là loạn ấy, giống như ở Việt Nam nó đang loạn tùng xì bậy hết lên ấy. Có một lần có tìm hiểu về việc này thì được người Nhật người ta nói là không muốn người khác nhường ghế bởi vì có cảm giác như bị vô dụng. Thì bạn này bạn ấy comment ở trong cái clip là Nhật Bản lạnh lùng lắm của mình. Thì mình có nói ở trong cái clip đấy về cái vấn đề nhường ghế ở Nhật. Ở Nhật không ai nhường ghế cả. Và bạn ấy có phản bác đó là họ không muốn được nhường ghế là bởi vì họ cảm giác như bị vô dụng. Thì wow, cái đấy là những cái mà báo đài ở Việt Nam đã đăng thôi, nhưng mà sự thật thì nó khác các bạn ạ. Bạn nào ở bên Nhật ấy thì cũng biết đó là ấy, nó nhường ghế, mình nhường ghế, mình đứng dậy mình nhường ghế hoài à, nhường ghế cái là người ta ngồi, người ta cảm ơn ngay. Đấy, chả có ai chê cả. Các bạn ở Việt Nam thì có lẽ là rồi dần dần sẽ thấy thôi, bởi vì Việt Nam bây giờ tàu đã chạy rồi. Nhưng mà các bạn ở Nhật ấy chỉ chả còn lạ gì với cái cảnh là tự nhiên có một thằng nào đấy sông chạy như con chó điên vào ngồi. Đấy, rồi dần dần các bạn sẽ thấy người ta tranh cướp nhau ghế, chứ đừng nói là nhường nhá. Thực sự là nó lạnh lùng lắm bạn. Lạnh lùng lắm. Trích y nguyên một câu của một người nữ YouTuber làm về ẩm thực ở người Nhật Bản, đó là cái hồi chị có bầu ấy, chị đi trên tàu không ai, không một người Nhật nào nhường ghế cho chị. Đấy là một vài cái chia sẻ, một vài cái trả lời câu hỏi thôi. Thì lần sau có lẽ là mình sẽ làm một cái Q&A mà nó đỉnh hơn, nó trau chuốt hơn, mà mình sẽ lấy được những cái câu hỏi. Bởi vì hôm nay là mình tự nhiên mình được nghỉ, thế nên là mình làm YouTube để cho các bạn coi, các bạn xem vui vui thôi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Snoopy răng đẹp cần tình thương. Thật là cảm giác.